Sáng ngày 19 tháng 9, Đoàn Thanh niên, Công an phường Bắc Sơn, trường Tiểu học Lê Hồng Phong phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền học sinh với an toàn giao thông năm 2022. Trong chương trình, hơn 400 em học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã được cán bộ Công an phường Bắc Sơn phổ biến những quy định về đảm bảo an toàn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng cách, đúng quy định. Thông qua tuyên truyền nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên phường Bắc Sơn, Ban giám hiệu trường Tiểu học Lê Hồng Phong và đại diện cha mẹ học sinh đã ký kết thực hiện an toàn giao thông. Nhân dịp này, 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Thành Đạt Uông Bí tặng mũ bảo hiểm đúng chuẩn để các em tham gia giao thông an toàn.